Lễ tang của em Nguyễn Phương Linh, pháp danh Diệu Khánh. Em Nguyễn Phương Linh sinh ngày 10 tháng 7 năm 2001. Không may, em đi du học bên Hàn Quốc. Em bị gặp nạn và đã chút đi hơi thở cuối cùng vào ngày 26 tháng 5 năm 2022, tức là ngày 26 tháng 4 âm lịch. Em hưởng 22 tuổi. Đây là một sự mất mát, đau thương mà không có gì có thể bù đắp được đối với toàn thể gia đình của em Nguyễn Phương Linh. Từ khi em sang Hàn Quốc học và gia đình cũng cố gắng lo cho em và để được đi du học bên nước ngoài, và cũng mong sao em được thành công và sau này em trở về Việt Nam có thể báo đáp cho cha mẹ công dưỡng dục sinh thành. Nhưng có ngờ đâu, cho đến ngày hôm nay em lại bị gặp nạn và các y bác sĩ cũng tận tình cứu chữa đã hết lòng. Xong, vì vết thương quá nặng, em đã không qua khỏi và đã chút đi hơi thở cuối cùng về với tổ tiên. Biết bao ước mơ hoài bão của em giờ đây đã không thành hiện thực. Em đã vĩnh viễn ra đi, rời xa trần thế này để về nơi Tây Phương Cực Lạc để được an nhàn bên Phật. Kính thưa các quý vị, nơi quê nhà thì cha mẹ cũng khóc hết nước mắt vì thương con. Nghĩ lại những năm tháng vất vả nuôi con khôn lớn trưởng thành, ai rồi cũng mong cho con mình thành đạt và sau này công thành danh toại, để cả cuộc đời vinh dự về các con. Nhưng không phải ai sinh ra cũng đều thành đạt, cũng đều sau này có một công việc ổn định. Có người thì công danh thì thành đạt, nhưng có người dở dang trên bước đường đời. Xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này cùng gia đình đăng quyền, và cũng cầu chúc cho em Nguyễn Phương Linh được thanh thản ra đi cõi vĩnh hằng, yên giấc nghỉ ngạn. Suốt cả cuộc đời này sẽ không bao giờ bố mẹ thấy em trở về được nữa. Những nỗi buồn này chỉ có gia đình mới thấu hiểu được, những nỗi đau mất con và không bao giờ gặp lại được nữa. Kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn, ai cũng vậy thôi, khi sinh các con ra thì nuôi từ khi lọt lòng cho tới khi khôn lớn trưởng thành. Nhưng giờ đây em Nguyễn Phương Linh không còn trên trần gian này nữa, mãi 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 em rời xa để về sống một cuộc sống an nhàn bên nước Phật. Đúng là cõi đời như thể bông hoa, mệnh người ta cũng chỉ là chiêm bao. Các đường duyên trong chốn trần lao thì đều vô thường cả, có lâu nỗi gì. Hiện nay duyên trần của em đã hết, thân tứ đại lại về miền tứ đại, mà thời thế chân như lại nghiêng về bản thể chân như. Vậy sự ra đi của chân linh em lúc này là thoát khỏi cảnh bể khổ. Tuy nhiên, đối với cảnh trần, cha mẹ, anh chị em cùng toàn thể bạn bè xa gần không sao tránh khỏi sự đau thương mất mát này. Em đã mãi mãi rời xa nơi này, không bao giờ có thể chung sống bên gia đình như ngày nào được nữa. Đúng là cả một cuộc đời vất vả gian lao vì các con, mà giờ đây thì em lại mất không còn. Trên thế gian này thì bố mẹ thương nhớ mãi. Giờ phút này đây là giờ khâm niệm của em. Toàn thể chúng ta mọi người đang xem video, xin hãy cầu nguyện cho em được thanh thản ra đi cõi vĩnh hằng, yên giấc nghỉ ngàn tuổi.